Chào tất cả các anh em. Hôm nay công ty cầu bịp bên mình xin tiếp tục làm video để giới thiệu tới cho các anh em về cái những mẫu mã bát tàng hình hiện đại nhất của cái năm 2020 hiện nay. Đấy, nói về bát tàng hình thì chắc anh em trong nghề không còn xa lạ gì nữa rồi. Nhưng mà hôm nay cái video này mình sẽ gửi đến cho anh em về một loại bát tàng hình đẳng cấp nhất trong tất cả những cái loại bát tàng hình vừa qua. Đấy, những cái mẫu mã bát có rất là đa dạng tùy theo địa phương anh em thích làm bằng cái chất liệu gì, ví dụ là hoa này, bát hoa này, bát sành này, bát sứ, hoặc là những cái mẫu bát khó làm như bát nhựa, bát phít, kể cả là những cái bát inox nhà mình đều có thể làm được hết cho anh em nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới cho anh em về một loại bát tàng hình 2020 có thể chống được tất cả những cái khó khăn ở trong sòng trong sới, ví dụ như là những cái thợ thuyền này ở trong sóng sới. Thường thường là người ta sẽ kiểm tra bát bằng những cái kiểu như là khò lửa này, bôi cái phấn rôm bút dạ vào trong lòng bát để đảm bảo là có bát tàng hình nó bị mờ đi cái khói cam. Nhưng mà với hiện nay với công ty mình đã cho ra đời được cái bát mà có thể là kể cả là những cái thầy thợ là khó tính nhất. Đấy, chống lửa anh em nhá, chống nước. Đấy, bát cho vào nước nóng đun sôi nhưng mà mang ra vẫn đánh được ok. Đấy, thì để đáp ứng cho những anh em nào mà phù hợp với anh em mà đánh đồi đánh núi này, hoặc là anh em đánh ở trên tàu trên thuyền, làm được ra những cái bát có thể chơi được trong vòng 5 đến 10 tiếng. Đấy, vượt bỏ xa những cái bát ngày xưa nó chỉ đánh được 1-2 tiếng là hết pin rồi anh em nhé. Bát này là bát đẳng cấp nhất rồi. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình. Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng loại mẫu bát của anh em nhé. Loại thứ nhất là cái loại bát đánh từng trường, là cái bát tự động, vẫn giống như cái bát tự động ngày xưa, nhưng mà những cái ưu điểm mới nhà mình mới làm ra. Đấy, nhấn mạnh anh em là bát pin, tuổi thọ của pin này rất là lâu, đánh được trong vòng 5 đến 10 tiếng này. Đấy, thứ nhất này. Thứ hai là chống lửa chống nước anh em nhá, anh em link cửa hàng mình có thể kiểm chứng chống lửa chống nước này. Thứ ba là đập ra là không tăng tích gì anh em nha, bát là bát vô tang, đập ra là chỉ vỡ thành như kể cả vỡ trôn, hạt tang nó siêu nhỏ, nó chỉ bằng hạt đậu thôi. Đấy, thầy thợ khó tính nhất cũng thể nào mà phát hiện được đây là một cái bát bịp anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em từng cái loại bát, giới thiệu cho anh em từng loại bát một này. Thứ nhất đó chính là cái loại bát trắng bát đường trường này. Đấy, chỉ cần cái sóc xong đặt xuống nhà máy sẽ báo về đấy, anh em này cực kỳ là nét luôn này. Đấy, cái sóc xong đặt xuống là nó sẽ báo về. Đấy, anh em lưu ý nhá, với cái loại bát mới của cái năm 2020 này thì anh em ở ngoài làm kỹ thuật cầm điện thoại thì có thể là cách xa được tầm 50 mét. Đấy, ngày xưa chỉ được 10 đến 20 mét thôi, nhưng bát bây giờ kể cả là anh em đánh ở trên rừng này, nó ngồi trên cây cách chỗ anh em đánh tầm 50 mét mà vẫn báo về được cho anh em nhá. Đấy, đó là cái ưu điểm mới này. Đấy là cái bát thường này. Thứ hai đó là cái bát khiển. Đấy, cái bát khiển là như nào, nó là phù hợp cho những em nào mà đánh ở công ty công sở. Đấy, những cái nó là bát đánh rất là di động anh em nhá, có nghĩa là anh em cứ để ở công sở, lúc mà anh em thích đánh thì đánh, không cần phải sạc nhiều. Đấy, khi cái sóc xong này đặt xuống này, anh em bấm khiển thì bát mới mở mắt anh em nhá. Đấy, đây cái nút khiển của nó này anh em này. Đấy, không như giống như cái bát đường trường này. Bát này thì sóc cái sóc xong lọng được, lúc nào anh em muốn xem là anh em chỉ cần bấm một cái thôi. Đấy, sẽ hiện cực kỳ rõ nét luôn này. Đấy, đấy là về cái bát khiển và bát không khiển. Nó khác nhau ở cái chỗ là khi cái bát thường này sóc cái sóc xong đặt xuống là anh em sẽ nhìn được luôn. Đấy, là anh em đánh đường trường. Còn cái bát này là do anh em đánh công sở hoặc là đánh đi đâu anh em, có nghĩa là khi anh em bất chợt đánh rồi có thể mang ra đánh anh em nhé. Đấy, bấm khiển anh em này là nó sẽ bảo vệ này. Đấy, thứ ba nữa là cái bát, nó là cái bát wifi. Bát wifi như thế nào là anh em có thể xem được trên trực tiếp những cái điện thoại của anh em như này. Đây là cái điện thoại bình thường anh em nhé. Đấy, anh em mang bát đi đánh không cần phải người kỹ thuật, mà anh em ngồi trong ấy anh em có thể xem được trực tiếp trên điện thoại của anh em luôn, rút điện thoại ra xem cái là được anh em nhé. Đấy, xem trực tiếp ra cho anh em lại thoát ra xem được bình thường anh em này. Đây, tôi cách quay thử cho anh em 2-3 tiếng bạc nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ tới mình bất kể chỗ nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà mình thì có hai cơ sở thứ nhất
bến xe Mỹ Đình Hà Nội, và cơ sở thứ hai bến xe miền Đông Sài Gòn, anh em tiện đâu thì anh em qua đó. Làm được tất cả trên những cái chất liệu, kể cả là cái bát sành, bát sứ này, bát nhựa phít xanh và bát inox đều có thể làm được. Hoặc cả những em nào mà chơi tài xỉu và chơi bằng bầu cua, nhà mình đều có thể làm được vào những cái thau và những cái chén cho anh em nhé. Với cái công nghệ bát sạc không dây của cái năm 2020 này, anh em đánh không cần phải sạc bằng dây dựa gì, anh em chỉ cần đặt lên cái bệ sạc từ này là có thể sạc được rồi. Sạc trong vòng 40 đến 60 phút mà anh em có thể chơi được 5-10 tiếng anh em nhé. Đấy là cái ưu điểm của cái loại bát tàng hình mới của bây giờ. Bát ngày xưa chỉ cần đánh, nó có nhược điểm như này. Bát ngày xưa đánh là tầm một tiếng là nó bị nóng chôn, nóng cái chôn đít bát này gây khó khăn cho anh em là đánh rất là dễ bị lổ. Còn bát của công ty mình là làm bằng xi măng trắng, anh em đánh thoải mái, đánh 5-10 tiếng không bao giờ bị nóng đít bát. Đây, thử cho anh em cái bát ra thường này, anh em này. Đây là anh em, sắp đôi này, không cần phải khóa đi. Anh em nhìn vào màn hình nó thấy không? Vẫn là sắp đôi này anh em này. Sắp đôi này. Thử cho anh em cái bát sang cái bát khiển này nha anh em nhé. Với cái bát này là anh em đánh lúc nào anh em muốn bảo mắt được này. Đấy, khi nào mà anh em muốn soi này, anh em chỉ bấm một cái đấy, tiết kiệm pin anh em. Đấy, ba trắng ba đen anh em nhé, ba đen này. Đây chỉ là một trong những cái rất là nhiều mẫu bát ở hiện tại bên công ty mình. Còn anh em nào mà chơi những cái loại bát hoa này, hoặc là những em nào bên nước ngoài, kể cả những em bên nước ngoài nha, chơi bằng bát nước ngoài, anh em chỉ cần chụp ảnh hoặc là gửi cho mình cái mẫu bát đấy về Việt Nam, mình sẽ làm trong vòng một ngày rồi gửi sang cho anh em nhé. Từ trắng anh em đấy. Bát thường thường là một bộ bát có là thường thường là sẽ gồm những cái, một là cái màn, hai là bát và sạc anh em nhé. Còn khi anh em đi chơi muốn xem trực tiếp vào trên điện thoại của anh em là anh em cần bát và một cục wifi nhỏ như này, em đúc ở trong người là anh em có thể chơi được ở trong màn rồi. Thì đó là những cái mẫu bát mà mình vừa giới thiệu tới cho anh em, những cái mẫu bát đẳng cấp nhất đấy, nó là cái mẫu bát tàng hình vượt qua những cái mẫu bát này, vừa xa, bỏ xa những cái mẫu bát ngày xưa những cái nhược điểm của những mẫu bát đó là pin kém này đấy, ngâm lửa không được này, ngâm lửa là không được này anh em này, phấn rôm bút dạ tô vào cái là nó không thể không thể nhìn thấy. Nhưng mà với cái loại bát này, bát đẳng cấp như ở bên công ty mình là có thể vượt qua được tất cả những thử thách. Mời anh em lên tận cửa hàng mình, vào cửa hàng mình kiểm chứng anh em nhé. Thì giới thiệu thế thôi, anh em nào có nhu cầu thì alo thẳng tới cho mình qua số điện thoại đấy, anh em tiện đâu thì em qua đó, Hà Nội và Sài Gòn anh em nhé. Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video.